Chào tất cả các bạn và các em. Hôm nay chúng ta sẽ làm bài tập về cấp số nhân. Thì ở những video trước thầy đã làm về bài tập về dãy số. Cụ thể ví dụ như ở bài số 1 như thế này, sử dụng Casio để xử lý bài tập dãy số. Chúng ta có thể lập trên máy tính, hoặc là video 50 câu trắc nghiệm về cấp số cộng. Thì hôm nay thầy sẽ làm tiếp 55 câu trắc nghiệm về cấp số nhân. Các em có thể là click vào nút đăng ký để nhận những video mới nhất từ tác giả. Và các video này có thể phục vụ trong việc là ôn tập thi tốt nghiệp vào năm 12 của các em. Các em có thể là xem lại bài giảng về nhận thức vi tơ chẳng hạn. Thì thầy được đi vào bài học ngày hôm nay. Tài liệu này được thầy tải từ trang mathvn.com. Xin cảm ơn các thầy cô rất là nhiều vì đã tổng hợp cũng như là sáng tạo nên một tài liệu bổ ích cho các em. Thì thầy sẽ đi sơ qua một số kiến thức cần nắm bên cấp số nhân. Cái thứ nhất đó là định nghĩa là kể từ số hạng thứ hai nó sẽ bằng số hạng kể trước nó nhân cho một số không đổi quy, và quy này người ta được gọi là công bội. Như vậy nếu người ta yêu cầu đi tìm quy, nếu chúng ta có U2, chúng ta có U1, hoặc chúng ta có U4, chúng ta có U3, thì quy đây nó chính là UN cộng 1 chia cho UN. Tiếp theo, số hạng tổng quát, đây là công thức UN bằng U1 nhân cho quy mũ N trừ 1 với N lớn hơn hoặc bằng 2. Ở đây N nó lớn hơn hoặc bằng 1 vẫn được. Tính chất, tích hai số hạng hai bên nó sẽ bằng bình phương số hạng đứng chính giữa. Và đây là công thức tổng N số hạng đầu tiên x N bằng U1 nhân cho 1 trừ quy mũ N chia cho 1 trừ quy. Đây hoàn toàn là những công thức. Bây giờ chúng ta đi vào câu số 1. Cho cấp số nhân biết U1 và U7 khi đó quy bằng. Thì những câu đầu thì khá đơn giản nhưng mà thầy cũng sẽ làm nhanh qua để cho bạn nào mà chưa có nắm được những phần này thì có thể tìm hiểu. Giả thuyết U1 là bằng trừ 1/2, U7 nó chính là bằng U1 nhân cho quy mũ 6. Bằng trừ 32. Thì từ đây chúng ta thế vào thì chúng ta sẽ có được là quy mũ 6. Từ đó chúng ta sẽ có được là giá trị quy. Quy 6 bằng trừ 32 chia cho trừ 1/2, tức là chia cho U1 thì nó sẽ ra là 64. Thì chúng ta suy ra quy một cái á là căn bậc 6 của 64, một cái là trừ căn bậc 6 của 64. Bằng 2. Như vậy quy bằng cộng trừ 2. Phương B. Thì câu số 2 cũng tương tự như câu số 1, chúng ta chỉ chuyển về U1 quy là chúng ta sẽ giải quyết được. Có U1 quy thì khi đó số hạng tổng quát chúng ta chỉ việc phải đáp vào công thức là xong. Chúng ta qua câu tiếp theo. Câu số 3 chúng ta cũng áp dụng công thức. Thầy sẽ làm nhanh để đi vào những câu nó phức tạp hơn. Mình đặt UN nó là 1 chia cho 10 mũ 103.
Thì UN đây nó chính là U1 nhân cho Q mũ N trừ 1. Thì từ đây chúng ta sẽ tương đương U1 chúng ta đã có rồi là trừ 1, Q chúng ta đã có là trừ 1 phần 10. Mũ N trừ 1 bằng 1 phần 10 mũ 103. Thì từ đây chúng ta suy ra thì từ đây chúng ta sẽ thấy ngay là n trừ 1 nó sẽ bằng 103. Thì suy ra n là bằng 104, đó chính là số hạng thứ 104. Tương tự như câu số 3 hay là câu số 4, như vậy các bạn sẽ tự làm. Câu số 5 là giống như phần cấp số cộng. Thì ở phần cấp số nhân này, bề số lập thành cấp số nhân thì tích hai số hạng hai bên nó sẽ bằng bình phương số hạng đứng giữa. Như vậy chúng ta thấy ngay là căn 2 nhân cho 1 chia căn 2 tức là 1, nó sẽ bằng bình phương số hạng đứng giữa. Như vậy nó sẽ bằng B. Câu số 5 bằng B. Câu số 6 thì tương tự như câu số 1 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ tự làm. Câu số 7. Câu số 7 này chúng ta có thể làm như sau. Chúng ta cũng chuyển tất cả về U1D là xong. Ví dụ thầy có thể làm nhanh để chúng ta dễ hình dung. U1 chúng ta đã có rồi. Thì ở đây U4 nó chính là U1 nhân cho Q3. U7 nó chính là U1 nhân cho U11 nó chính là U1 nhân cho Q mũ 10 bằng 16384. Thì từ đây chúng ta tương đương là 1 chia cho Q mũ 7 sẽ bằng giá trị này. Thì chúng ta suy ra Q mũ 7 là bằng 1 chia cho 16384. Ở đây là một mũ lẻ nên chúng ta sẽ có một giá trị, đó là căn bậc 7. Một số về đến tư bằng 1/4. Như vậy Q chúng ta là bằng 1/4. Khi chúng ta có giá trị Q, chúng ta có U1 thì chúng ta sẽ tính U17. Câu số 8. U2 chia U1 thì ra Q. Có U1, có Q thì chúng ta sẽ đi tính lần lượt giá trị U5 là xong. Câu số 9 chúng ta ra công thức. Tổng 10 số hạng đầu tiên của cấp số nhân. Chúng ta quay lại video ở phần khi nãy thầy đã có nhắc lại sơ qua về những công thức. Câu số 10 tương tự. Câu số 1, đây là cấp số nhân thì chúng ta thấy ngay là số hàng đầu U1 bằng 1 và công bội là bằng 2. Vâng.
Tương tự, chúng ta kiểm tra xem thử. Và nhớ là trong cấp số nhân thì cái số hạng thứ hai nó sẽ bằng số hạng kể trước nó nhân cho số không đổi quy. Thì chúng ta tìm quy, nếu những phần tử này nó khác không thì chúng ta chỉ việc lấy số hạng thứ hai chia số hạng số 1 là xong. Câu số 13. Trong một cặp số nhân gồm các số hạng dương, hiệu số giữa số hạng thứ 5 và số hạng thứ 4 là bằng 576. Hiệu giữa số hạng thứ 2 và số hạng đầu là 9. Yêu cầu điểm tổng. Thì trong một cặp số nhân mà tất cả các số hạng đều dương thì chứng tỏ một điều là công bội nó phải là dương. Chứ nếu công bội âm thì các dãy số nó sẽ âm dương thay đổi liên tục. Như vậy chúng ta có được giả thuyết là quy nó phải là lớn hơn không là 1. Chúng ta có u 5 trừ u 4 là bằng 576. Và giả thuyết thứ hai, hiệu giữa số hạng thứ hai và số hạng đầu tức là u 2 trừ u 1 bằng 9. Chúng ta chuyển tất cả về u 1 và d để chúng ta dễ hình dung. U 1 bằng quy, u 1 nhân cho quy mũ 4 trừ u 1 nhân cho quy mũ 3 bằng 576. Tương tự u 1 nhân cho quy trừ u 1 bằng 9. Thì từ đây chúng ta sẽ rút ra chúng ta có bao nhiêu cái nhân số chung thì chúng ta sẽ rút ra. Thầy đang nói về với trái. Thì đầu tiên thầy có thể rút u 1 nhân cho quy mũ 3 thì còn lại là quy trừ 1. Ở dưới ta dễ thể rút u 1 ra, còn lại là quy trừ 1 bằng 9. Bây giờ thầy lấy phương trình trên, thầy chia phương trình dưới vế với vế thì rõ ràng chúng ta sẽ được là quy mũ 3 bằng 576 chia 9, 64. Thì từ đây chúng ta sẽ suy ra quy là bằng 4. Chúng ta có quy, chúng ta có u 1, chúng ta thế vào đi. Ở đây chúng ta có tính được u 1. Chúng ta có quy, chúng ta có u 1 thì tổng 5 số hạng đầu tiên của cấp số nhân chúng ta ra công thức, chúng ta xử lý. Câu số 4, câu số 14 tương tự. Câu số 15. Chúng ta cũng việc ráp vào công thức để chúng ta xử lý công thức này. Công thức ở phía dưới. Câu số 16 thì tương tự như câu số 13. Câu số 17, cấp số nhân, số hạng đầu là 16. Và ở đây chúng ta thấy ngay là công bội quy là bằng 1/2. Như vậy câu số 17 này, người ta sẽ cho u 1 bằng 16, quy là bằng 1/2. Khi đó, chúng ta xem thử là un bằng 1/4. Thì n là số bao nhiêu, chúng ta ráp công thức, chúng ta xử lý.
UN là bằng U1 nhân cho quy mũ N trừ 1 bằng 1 phần 64. Ở đây U1 là bằng 16, quy là bằng 1 phần 2 thì chúng ta tìm được N. Câu số 18 cũng tương tự. Bây giờ thầy sẽ lướt nhanh 50 câu. Thì đôi khi là trong quá trình làm bài có những câu đơn giản thì thầy sẽ bỏ qua. Thì bạn nào có cái vấn đề chưa rõ hay là còn giải đáp câu nào thì có thể bình luận ở bên dưới video. Chúng ta quay lại câu số 17. Câu 18 tương tự. Câu 19. Những câu này chúng ta hoàn toàn chúng ta chỉ việc là ráp công thức là chúng ta sẽ giải quyết được. Người ta cho x2 là bằng 4. x2 theo công thức nó chính là U1 nhân cho nếu mà chúng ta ráp cái công thức phía trên thì nó sẽ phức tạp hơn, nên cái đây x2 là sẽ làm cái công thức này đơn giản hơn, tức là tổng hai số hạng đầu tiên U1 cộng cho U2 là bằng 4 và x3 thì thật ra nó chính là U1 cộng cho U2 cộng cho U3 là bằng 13. Trong khi U1 cộng U2 chúng ta đã có bằng 4 rồi, thì từ đây chúng ta suy ra U3 nó sẽ bằng 9. Với hai giả thuyết này chúng ta sẽ chuyển tất cả về U1 và D. U1 cộng U1 nhân cho Q. U3 là U1 nhân cho Q bình. Chúng ta chia hai phương trình vế theo vế. Ở đây chúng ta rút U1 ra. Chúng ta nhớ là chúng ta sẽ rút U1 ra. Chúng ta chia xuống thì chúng ta sẽ được là 1 cộng cho Q chia cho Q bình sẽ bằng 4/9. Thì từ đây chúng ta sẽ giải cái phương trình bậc 2 theo Q, tìm được Q. Chúng ta nhân Q lên 1/53 với các hệ số là A là -4/9, B là 1, C là 1, Q bằng 3 và Q bằng -3/4. Thì với mỗi giá trị Q thì khi đó S5 sẽ có giá trị khác nhau. Đầu tiên với Q bằng 3 chúng ta thế vào chúng ta tính được U1. Q bằng -3/4 chúng ta thế vào chúng ta tính được U1. V
với mỗi cặp U1Y thì các bạn ráp vào công thức, chúng ta sẽ tính được E5. Thì công việc đó thầy sẽ dành cho chúng ta từ thiền viện. Câu số 20. Trong các số sau, dãy số nào là một cặp số nhân? Thì cặp số nhân chúng ta chỉ cần kiểm tra lại số hạng sau nó sẽ bằng số hạng trước, nên cho số không đổi là được. Ví dụ bây giờ thầy kiểm tra thử một câu A, rồi cái câu còn lại các bạn sẽ thử kiểm tra. Ví dụ 1 nhân lên 1 nhân thêm trừ 3 là được trừ 3. Nếu chúng ta nhân tiếp trừ 3 mà ra các số hạng sau thì đương nhiên đó là các số nhân. Nhân trừ 3 ra 9, trừ 3 trừ 27. Rồi như vậy câu A là các số nhân. Câu số 21. U1 bằng 3, U2 là bằng trừ 6. Thì chúng ta thấy ngay ở đây là công bội Q nó bằng trừ 2, Q bằng trừ 2 thì U3 đương nhiên nó bằng trừ 6 nhân trừ 2 là 12. Câu 22 thì chúng ta chỉ cần chuyển về U1Q, chúng ta tìm là xong. Cái câu 22, 23, 4, 25 tương tự nên thầy sẽ lướt qua. Cái câu 28 cũng tương tự. Câu 29 giống như câu khi nãy mà chúng ta đã làm, giống như câu số 3. Câu 31. Câu 31 để kiểm tra thì chúng ta có hai kiểu. Một là chúng ta tính ra vài giá trị xem thử nó có phải là cấp số nhân hay không. Hai là chúng ta dựa vào công thức là UN cộng 1 chia cho UN nó phải là số không đổi Q. Thì chúng ta bắt đầu, thầy sẽ làm cả hai cách. Ví dụ như câu A, phương A thầy đang kiểm tra phương A xem thử nó có đúng hay không. Hai kiểu, cách một là thầy sẽ tính ra vài giá trị, chúng ta có thể sử dụng máy tính, chúng ta tính cho mau. Chúng ta nhập vào là 1 chia cho 3 mũ x trừ 2, chúng ta tính ra khoảng cỡ 3 giá trị hoặc là 4 giá trị là đủ. Đầu tiên U1 là 3. Ở đây chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng mod 7 và tính, nhưng mà đôi khi trong cái bản tính nó ra cái phân số lẻ và chúng ta cũng không biết được nó là bao nhiêu. Thì vì vậy thầy mới sử dụng cái tính năng này. Ba rồi tiếp x bằng 2, 1 rồi tiếp 3, 1 phần 3. Chúng ta gọi thêm một số nữa, 4 chẳng hạn, 1 phần 9. Vô tình thì ở câu A này chúng ta thấy ngay 3 nhân 1 phần 3 thì ra 1, nhân tiếp 1 phần 3 nhân tiếp 1 phần 3. Như vậy câu A nó là một cặp số nhân. Thì chúng ta có thể qua cách số 2, tức là chúng ta ráp với công thức là UN cộng 1 chia cho UN. Chúng ta ráp vào, nếu nó luôn ra một số không đổi thì rõ ràng đó chính là cấp số nhân. Và cái số không đổi đó người ta gọi nó là Q. Các bạn có thể là tự ráp vào và chúng ta sẽ thấy ngay Q nó sẽ bằng 1 phần 3.
Chúng ta tiếp tục. Câu số 32 tương tự. 33. Câu 34 tương tự như những bài đầu. Lập thành các số nhân thì tích hai số hạng ở bên nó sẽ bình phương số hạng đứng giữa, tức là 2x trừ 1 nhân cho 2x cộng 1 nó sẽ bằng x bình. 2x trừ 1 nhân 2x cộng 1 thì nó cũng là hạng thức, chúng ta giải quyết khá dễ dàng. Và thầy ghi cái ý ra thôi, còn công việc làm là để cho các em. Nó sẽ bằng x bình, từ đây giải phương trình bậc 2 thử x. Câu số 36. Câu số 36 thì đây chúng ta chỉ sẽ chuyển về U1 với Q. Và ở cái phương trình phía trên này thì chúng ta sẽ lấy là U20 chia cho U17, thì khi đó chúng ta sẽ ra được là Q. Chúng ta có được Q. Chúng ta có Q rồi thì chúng ta thế vào phương trình dưới, chúng ta xử lý là xong. Câu số 36, câu số 36 là U1 nhân cho Q mũ 19 bằng 8 nhân cho U1 nhân Q mũ 6. Thì ở đây chúng ta khi chúng ta chia xuống thì chúng ta sẽ được là Q mũ 3 bằng 8, thì suy ra là Q bằng 2. Suy ra Q bằng 2. Câu số 36 này hiện tại chúng ta chưa cần xử lý đến cái phương trình số 2. Câu số 37. Ba số theo thứ tự lập thành các số nhân với công bội Q khác 1. Và ba số lập thành các số cộng với công sai khác 0. Yêu cầu là thuyền quy. Thì ba số lập thành cấp số nhân chứng tỏ là x nhân cho z nó phải bằng y bình. Tiếp theo lập thành cấp số cộng thì rõ ràng x cộng cho ba z nó phải bằng 2y. Bài này chúng ta chủ yếu sử dụng phương trình số 2 và x, y, z theo thứ tự lập thành các số nhân thì chúng ta sẽ không có cần sử dụng cái tính chất này, mà chúng ta hình dung số hạng đầu tiên là U1 là x, thì y nó chính là U2, nó sẽ bằng là x nhân Q, và z nó là x nhân cho Q bình. Thì từ cái phương trình số 2 này thầy sẽ tương đương x cộng cho 3z, tức là 3x nhân cho Q bình nó sẽ bằng 2y, tức là 2x nhân cho Q. Thì tới đây thì chúng ta có thể đặt x làm nhân với chung để chúng ta dễ hình dung, thì nó còn lại là 3Q bình trừ cho 2Q cộng 1 bằng 0. Tới đây chúng ta sẽ tương đương là x bằng 0, hoặc là cái phương trình bậc 2 là bằng 0, mà x không thể nào bằng 0 được. Lý do vì sao?
Lý do nếu x bằng 0 thì dẫn đến y bằng 0 và z bằng 0. Mà nếu x, y, z bằng 0 hết là cái dãy đó là toàn là số 0 thì đương nhiên công sai nó phải là bằng 0. Như vậy nó không có thỏa điều kiện là công sai với 0. Thì chúng ta chỉ việc là tương đương là 3y bình trừ 2y cộng 1 bằng 0. Chúng ta sử dụng máy tính, chúng ta bấm 3 trừ 2 1. À, ở đây thầy có những nhầm lẫn là cho hàng đầu là x cộng cho số hàng sau 3z bằng 2 lần số hàng đứng giữa, như vậy là nó phải là 4y. Đây phải là 4. Ở đây nó phải là trừ 4. Nếu là trừ 4 thì là a cộng b cộng c bằng 0. Thì vùng nghiệm nó sẽ bằng 1. Vùng nghiệm nó sẽ bằng c chia a là 1 phần b. Yêu cầu quy khác 1, như vậy đáp án là phương a 1 phần b. Câu số 78. Tổng 10 số hàng đầu tiên của cấp số nhân là. Giả thiết chúng ta có U1. Cộng cho U1 nhân Q bình bằng 3. Vậy chúng ta có là U1 tất cả bình. Cộng cho U1 bình. Ở đây là U3 là U1 nhân cho Q mũ 2. Thì mũ 2 mũ 2 thì chúng ta sẽ được là Q mũ 4 là bằng 5. Chúng ta rút ra U1 1 cộng cho Q bình ở phía dưới, chúng ta rút U1 bình ra, còn lại là 1 cộng cho Q mũ 4. Bằng 5. Bài này chúng ta không có chia hai phương trình với ngay được. 1 là chúng ta rút U1 ra, chúng ta thay vào phương trình số 2. 2 là chúng ta nhận thấy là U1 đây chắc chắn nó không phải là dương. Chúng ta có thể bình phương hai vế, sau đó chúng ta mới tiến hành chia. Thì hai kiểu đó là giống nhau. Thì chúng ta suy ra được, ở đây thầy sẽ bình phương cái phương trình trên và sau đó là chia hai phương trình vế thay vế, thì chúng ta sẽ được là 1 cộng cho Q bình tất cả bình chia cho 1 cộng Q mũ 4 sẽ bằng là 9 phần 5. Chúng ta khai triển ra thì đây là phương trình trùng phương, thì chúng ta sẽ bấm máy ra cho quy được. Thầy có thể làm như sau. Thầy khai triển ra, ở đây là quy mũ 4 cộng cho 2 quy bình cộng 1 và 9 phần 5 nhân cho quy mũ 4 cộng cho 9 phần 5. Phương trình bậc 2 theo x bấm máy ra x, phương trình bậc 2 theo t chúng ta sẽ bấm máy ra t, và phương trình trùng phương chúng ta hình dung đó chính là phương trình bậc 2 theo Q bình, thì chúng ta sẽ bấm máy thông thường bốt 53 với các hệ số. Nếu chúng ta chuyển hết về vế trái thì đầu tiên
1 trừ cho 9 phần 5. B là 2. Và C, 1 trừ 9 phần 5. Quy bằng 2 và quy là bằng 1 phần 2. Thì ở đây chúng ta có hai giá trị là quy bình bằng 2, thì nếu ta tính ra nó sẽ là quy, nó sẽ là cộng trừ căn 2, quy bình là bằng 1/2. Nhưng mà ở đây tới là nó chỉ có là một đáp án duy nhất là x vừa bằng. Thì chúng ta xem thử như thế nào. Đầu tiên quy bình bằng bằng 2 thì thế vào thì chúng ta sẽ suy ra được là u1 2 ở đây là 3, u1 sẽ bằng u1. Quy bình bằng 1/2 thì chúng ta suy ra u1 bằng 1/2 cộng 1, đây là 3/2, thì suy ra u1 là bằng 1/2. Ở đây chúng ta có tổng là 4 cặp, ví dụ như đầu tiên là u1, quy bằng căn 2 hoặc là trừ căn 2, tương tự ở cặp số 2. Và ở đây tổng nó chỉ có một giá trị duy nhất, thì là không rõ ở câu số 38 này, chắc là có lẽ là nó có sự nhầm lẫn gì đây. Thì câu 38 để tìm ra u1 quy chúng ta còn một kiểu nữa, giống như lớp 10 chúng ta sử dụng định lý vx, tức là gì, u1 bình cộng u3 bình thì nó chính là u1 cộng u3 tất cả bình trừ 2 lần tích. Khi chúng ta có được tổng tích thì u1 và u3 nó là nghiệp của cái phương trình là x bình trừ xx cộng b bằng 0. Có được u1, u3 thì chúng ta xử lý những vấn đề này nó cũng khá dễ dàng. Cho thầy cho chúng ta đi tìm u1 cộng u3 bằng 3, cái tổng thì là x, và cái phương trình số 2 nó là cái đưa vào vx, tức là u1 cộng u3 tất cả bình trừ 2 lần tích, tức là x bình trừ 2 lần u1 u3 tức là trừ 2b bằng 5. Từ đây chúng ta suy ra được tổng là bằng 3. Có tổng bằng 3, chúng ta thay vào thì chúng ta suy ra được là 2b. 2b chúng ta chuyển qua đây, 2b nó sẽ bằng 4, thì cái tích sẽ bằng 2. Thì khi đó u1 u3 nó phải là nghiệm của phương trình là x bình trừ xx tức là trừ 3x cộng cộng b bằng 0, thì chúng ta có được đây là a cộng b cộng c bằng 0, một nghĩa là 1, một nghĩa là 2, tức là u1 bằng bằng 1, u3 bằng 2, hoặc là u1 bằng 2, u3 bằng bằng 1. Chúng ta cũng có đáp số tương tự như thế này, nhưng mà có lẽ bốn phương án này có sự nhầm lẫn ở đâu đó. Còn lại là câu 39-40 thì có lẽ là thầy sẽ dành ở video phía sau. Thì trong quá trình xem video có vấn đề gì chưa rõ thì các bạn có thể bình luận ở ô bên dưới, và tuần sau thì thầy sẽ bắt đầu làm về
giới hạn dãy số trước, sau đó qua giới hạn hàm số. Chào tất cả các bạn, hẹn gặp lại ở các video tiếp theo.